Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khởi dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khởi dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng Người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, cách riêng gia đình Tang Quyến, trước sự ra đi của một người thân yêu, với tình cảm tự nhiên của con người, chắc chắn không ai trong chúng ta tránh khỏi những đau đớn và thương tiếc. Sự ra đi của bà Maria là một nỗi đau chung không chỉ cho con cháu mà còn cho cả cộng đoàn chúng ta nữa. Hôm nay đứng trước linh cữu của bà Maria, cùng hiệp dâng thánh lễ cuối cùng với bà như một lời tạ ơn, con xin chia sẻ với cộng đoàn chút tâm tình để phần nào nói lên đời sống và sự ra đi của bà Maria. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cả cuộc đời bà Maria được sánh ví như 5 cô trinh nữ khôn ngoan với dầu đèn luôn cháy sáng để đón chờ Chúa đến. Sự khôn ngoan ở đây không là những tư tưởng uyên bác cao siêu hay là những lời giáo huấn, giáo thuyết thâm thúy, nhưng là khôn ngoan khi biết chọn Chúa, tín thác và cậy trông nơi Người, để bà luôn biết hết lòng yêu mến và luôn sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa gọi bà. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, rõ ràng là cả 10 cô trinh nữ đều ngủ thiếp đi, cho đến khi có tiếng gọi: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Người, thì 10 cô mới giật mình thức giấc. 5 cô được gọi là khôn ngoan vì có sự chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để tiếp tục cho cuộc hành trình đón chàng rể. Trong cuộc đời nhân thế, cũng lắm lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường và ngủ thiếp đi vì sự chờ đợi quá lâu, hoặc vì những mệt mỏi yếu đuối mà chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là lòng mến của chúng ta dành cho Chúa và cho tha nhân như thế nào. Tình yêu Chúa sẽ khỏa lấp mọi thiếu sót của chúng ta. Bà Maria đã trải qua một thời gian đau đớn của bệnh tật, nhưng niềm tin yêu phó thác và cậy trông vào Chúa vẫn luôn cháy sáng trong tâm hồn bà. Có lẽ đôi lúc vì quá đau đớn, mệt mỏi, vì chờ đợi quá lâu, bà cũng ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, lòng yêu mến của bà dành cho Chúa, cho gia đình và những người thân quen vẫn luôn đong đầy như những bình dầu đầy ắp, để giữ cho ngọn đèn của cuộc đời bà luôn luôn cháy sáng. Với 66 năm tuổi đời trên đường lữ hành trần gian, bà đã đi chọn con đường và chu toàn sứ mệnh làm vợ, làm mẹ và làm bà của mình. 66 năm cuộc đời với biết bao vui buồn phận người, nhưng giờ đây bà đã có thể nói như Thánh Phaolô: Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường,
đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi. Chúng ta xin giữ lại trong lòng với biết bao kỷ niệm với bà và tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Giờ đây, khi chúng ta đang khóc thương bà, thì có lẽ bà đang mỉm cười mãn nguyện. Chúng ta hãy biến những đau thương thành những lời cầu nguyện trong niềm tin tưởng phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa, để bà sớm được an nghỉ bên Chúa. Đồng thời, cầu nguyện cho tang quyến được vơi đi nỗi buồn mất mát. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chúng ta được giữ vững lửa mến như bà đến cuối đời mình, hầu chúng ta có thể gặp được bà trên nước trời. Amen.